Kem 35 là thương hiệu không còn xa lạ với khách hàng ưa thích món kem mát lạnh trong những ngày hè oi bức. Sở dĩ kem 35 được đông đảo người dân lựa chọn không chỉ bởi chất lượng, kem ngon, đa dạng về mùi vị mà còn cạnh tranh về giá cả so với các loại kem khác trên thị trường. Thương hiệu kem 35 đi vào hoạt động từ năm 2008. Đến nay, sau 6 năm đi vào hoạt động, kem 35 đã có lượng khách hàng ổn định và tiếp tục nghiên cứu cho ra đời nhiều loại kem ngon được sản xuất từ những nguyên liệu chất lượng tốt nhất. Từ kem đậu xanh mềm mịn, kem sữa rửa thơm mát hay kem sô-cô-la ngọt thanh pha chút vị đắng của sô-cô-la nguyên chất, kem mốc quế giòn tan và đặc biệt là kem cốm, hương vị đặc biệt của một cốm Hà Nội góp phần khẳng định nét đặc trưng trong thương hiệu kem 35. Khách hàng của kem 35 đã chia sẻ những cảm nhận của mình. Mấy năm gần đây thì gia đình tôi rất là thích cái sản phẩm của kem 35 và đặc biệt là kem 35 nó có cái chất lượng rất là tốt, hương vị rất là thơm và cả nhà tôi, gia đình tôi và những người thân rất là thích kem này. Kem 35 không sử dụng hóa chất và chất bảo quản nên hương vị kem đậm đà, ngậy hơn và tan chảy nhanh hơn so với nhiều loại kem khác. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu kem không đảm bảo chất lượng, có mẫu mã bao bì gần giống với kem 35, khiến cho không ít khách hàng nhầm lẫn khi mua. Do vậy, khách hàng nên kiểm tra kỹ trước khi mua. Đặc biệt, logo của kem 35 có hình elip và chữ số 35 màu đỏ hơi lệch lên phía trên như trên màn hình. Hiện nay, các loại kem que của kem 35 đã có dạng đóng hộp với mẫu mã đẹp, chất lượng kem ngon, giúp cho khách hàng có thêm hình thức lựa chọn mua. Riêng kem mốc quế, công ty đã đầu tư đi vào hoạt động thêm một nhà máy sản xuất để đáp ứng nhu cầu mua của khách hàng với dây chuyền sản xuất hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đem lại những hương vị kem ngon lành dành cho khách hàng đã ủng hộ và gắn bó với thương hiệu kem 35. Thông tin liên lạc: Công ty cổ phần Tràng Tiền, Tràng Tiền 35, địa chỉ Tổng kho Hà Nội số 1 Thanh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, xưởng sản xuất, khu công nghiệp thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, điện thoại 043-643-4905, 043-644-2109, hotline 0979-362-007, website kênh tràng tiền35.com.